Bà von der Leyen, 60 tuổi, đã giành chiến thắng với 383 phiếu thuận và 327 phiếu chống. Bà sẽ chính thức thay thế ông Jean-Claude Juncker tiếp quản vị trí chủ tịch EC đầy quyền lực vào ngày 1 tháng 11 tới, bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm của mình. Phát biểu sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, bà von der Leyen đã kêu gọi các nghị sĩ cùng làm việc trên tinh thần xây dựng, hướng tới một châu Âu thống nhất và mạnh mẽ, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ phía trước là rất khó khăn. Cùng ngày, Thượng viện Đức đã xác nhận bà Annegret Kramp-Karrenbauer, lãnh đạo đảng CDU, sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng mới của Đức, thay thế bà von der Leyen. Vậy là châu Âu đã chọn ra được người đứng đầu chèo lái cơ quan hành pháp, vị trí quan trọng bậc nhất của khối sau kết quả bỏ phiếu sít sao tại nghị viện. Các lãnh đạo châu Âu và thế giới đã lập tức hoan nghênh Ủy ban châu Âu đã có nữ lãnh đạo đầu tiên. Chủ tịch mới của EC sẽ phải đối phó với những hậu quả của Brexit, vấn đề người di cư, nợ công vượt trần của Ý, cũng như một số nước thách thức quy tắc tự do dân chủ mà EU quy định. Đó sẽ là những công việc vô cùng khó khăn của nữ tân chủ tịch EC để nâng tầm vị thế liên minh khi khối đang chứng kiến các lực lượng chính trị phân tán và rạn nứt chưa từng có. Kim Trung, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Ủy ban châu Âu.